Phải nói là lâu lắm rồi bên nhà em mới về được một con C240 đẹp như thế này các bác ạ. Một chiếc xe màu bạc, hàng hiếm luôn, vừa về cửa hàng. Và chiếc xe thì mang biển 30A19938. Đây là một dòng xe hạng sang, thương hiệu đến từ Đức. Và cái dòng xe này cũng là một dòng xe phân khúc khi mà các bác mua đấy ạ. Nó phải trên dưới 1 tỷ đồng. Thế nhưng mà ở Buzzi Auto, những chiếc xe này bên em mua bán xe cũ đấy ạ, thì giá của nó thì như con này là chưa đến 200 triệu, chỉ hơn 100 thôi là các bác đã có ngay chiếc xe này rồi. Một mẫu sedan phân khúc hạng C cao cấp, dòng xe đẳng cấp, và ngồi nội bên trong xe thì phải nói là người ta nhìn vào người ta bảo ui anh ấy đi mẹc kìa. Bao giờ nó cũng có một cái gì đấy nó sướng các bác ạ. Một chiếc xe Mercedes C240 sản xuất năm 2005, nhưng mà phải nói là đẹp như 2015 luôn. Với thiết kế đèn bầu dục, đèn bi và mặt cản catalang của xe thì vẫn còn tươi sáng luôn. Con này thì chính chủ biển số Hà Nội, không tên công ty mà là tên tư nhân. Và giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, sang tên rất là đơn giản nữa các bác nhá. Nhưng mà đợt này thì cơ chế mới thì sang tên sẽ phải rơi vào tầm khoảng tuần đến 2 tuần. Nên các bác cũng thực sự là thông cảm. Lốp dép mới, sơn xi căng, đồng sơn tốt. Và các bác có thể nhìn này, 4 quả lốp Michelin mới tinh tình đình. Không, nói không phải mới, nó cũng cũ rồi nhưng lốp nó còn dày. 2017 4 quả luôn. Còn la răng xe là la răng 5 chấu to bản luôn nhá. La răng thể thao với phanh đĩa 4 bánh luôn. Thiết kế của xe là một mẫu xe kiểu dáng thể thao. Người ta có thể gọi tựa như những cái mẫu xe mũi tên bạc của dòng Mercedes ấy ạ. Và cái thiết kế này cũng là một cái thiết kế được đánh giá rất là cao. Một thiết kế mà đi ra đường ai cũng phải ngoái nhìn mình luôn. Vâng, trẻ trung, lịch lãm, khỏe khoắn. Và Mercedes thì bao giờ cũng là một cái đẳng cấp xa xỉ rồi. Một mẫu xe xa xỉ như thế này nhưng mà bên em Vũ Dương Ô Tô đang bán với cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Loanh quanh đâu đó thì thêm vài chục nữa. Thế nhưng mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng này, không tai nạn này, không ngập nước này. Máy số thì chạy cực lành bền luôn. Và dòng này thì nói chung là một cái dòng xe giá rẻ. Vâng, một dòng xe giá rẻ tuyệt vời tại thị trường Việt Nam. Máy ngon gầm chắc. Đấy, các bác cứ yên tâm. Riêng dòng này cứ bảo làm sao động cơ nó lớn, vì khung gầm những cái dòng xe này nó rất là dày. Khi các bác đi những cái dòng này thì nó rất là đầm. Và cái cảm giác đầm đó mang lại cho các bác một cái cảm giác an toàn. Đi xe là bao giờ nó cũng phải sướng các bác ạ. Vâng, sướng nhất là đi con Mercedes C240 này. Một cái thiết kế phải nói là yêu ngay từ ban đầu, đó là cái thiết kế đèn của xe. Thiết kế đèn bi không độ, nhưng mà đèn bi này là vừa chống rung, lại khả năng tăng sáng cực kỳ tốt luôn. Còn đèn pha của chiếc xe thì là đèn pha phản quang. Đấy, đèn pha vẫn còn bóng trong luôn, căng luôn. Và đèn xi nhan tích hợp bên trên cao. Đấy, các bác có thể nhìn thấy thiết kế của xe rất là đẹp luôn. Kể cả ngay từ phần logo bên xe đây, thiết kế hình ngôi sao ba cánh các bác nhá. Còn bẻ được hay không thì em đang thử bẻ đây, nhưng mà hình như là không được các bác. Vâng, còn nguyên bản luôn. Phần cản trước của xe thì những cái thanh nạp ngang này, đấy, rất là khỏe khoắn. Tuy nhiên là không to những cái bản về sau, nhưng được cái là trông cũng khá là luột. Đấy, vâng, bác nào mà yêu thích cái bản này thì đây là một chiếc xe cơ hội cho các bác sở hữu với cái giá rất là mềm. Tại Vũ Duy Ô Tô thì thường thường những cái dòng xe này em bán giá chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Các bác đừng cười. Vâng, nhiều bác lại còn bảo em là chứ liệu nó có chạy được hay không. Em cho các bác lên xe, em đổ xăng cho bác chạy, nếu mà nó dừng giữa đường cho luôn các bác con xe. Một chiếc xe Mercedes C240 ngon như thế này, đẹp như thế này mà bảo làm sao. Vì những cái dòng này nói thật các bác là những người khi mà mua đầu tiên ấy, là những người thực sự là những người có tiền. Các bác ấy mua, các bác ấy đi nhiều năm rồi, nên là những người như vậy thì người ta rất là cẩn thận. Kể cả về xe hay là về đồ đạc là các bác ấy giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Thế nên là như chiếc xe này cực kỳ mới luôn, mới ngay từ bộ vành la răng, trông luột là bóng lộn. Đấy, xong rồi phanh đĩa là phanh đĩa kép. Vâng. Và chiếc xe này thì đồng sơn xe thì rất là đẹp đều. Đấy, xe thì đảm bảo cho bác là không có đâm va tai nạn ngập nước nhá, chỉ keo bao zin. Các bác có thể nhìn ngay từ nẹp chỉ này. Đấy, chỉ zin luôn này. Tất cả các cái nẹp chỉ này còn rất là đẹp. Răng cao su này, chống ồn cũng như chống nước này. Đấy, các bác nhìn ạ. Và lên đến đây thì là tầng răng, là tầng răng đôi. Đấy, nó rất là dày. Và có keo, đây là keo nhá, chứ không phải han đâu.
Đấy, tầng dòng đôi. Dòng này thì nó thua mỗi bản AMG, đó là cái nẹp nhôm, nẹp nỉ đấy ạ, nỉ ở trên nẹp cao su ấy ạ. Đấy, còn những cái bản lề nó còn chưa ra này. Đấy, các bác nhìn nào, bản lề còn đẹp căng luôn. Tappy sạch sẽ và tappy thì có phần da kèm túi khí. Vâng, và nói thêm các bác là con này thì là một chiếc xe mà có đến 4 cái túi khí nhá. À, túi khí, hai cái túi khí đằng trước người lái và người ngồi bên cạnh, và hai cái túi khí bên cánh này này, đều có túi khí luôn này. Đấy. Vâng, rất là an toàn. Phần ốp mạ chrome vân phay xước này, các bác nhìn này, rất đẹp luôn nhá, bóng nhá và gần như là mới tinh luôn. Thế còn phần trên này, đấy, vân sần còn nguyên, chưa có lì mòn, và đây cũng là da không phải nhựa nhá, da ốp ấy ạ. Vâng, sờ rất là mềm. Còn da này thì khỏi phải nói rồi. Riêng dòng mẹc thì tất cả đồ của nó đều là đồ thật, đồ da, chứ không phải chơi đồ nhựa như đồ Hàn Quốc thì các bác ạ. Kể cả dưới bửng này, dưới tappy này cũng là da này. Đấy, toàn bộ đều bằng da hết. Và da thì nó ôm theo khung sườn ở phía dưới đó. Hệ thống âm thanh loa của chiếc xe thì là sử dụng loa Harman Kardon nha các bác nhá. Cũng là một dòng loa cao cấp, đặt nguyên chiếc từ Đức luôn. Kính điện của chiếc xe này thì ta lại phải cắm chìa vào. Con này thì em là tính cứ cẩn thận. Đây, chìa khóa nó đây. Đấy, các bác nhìn ạ, chìa khóa này rất là nổi bật luôn, hiện đại luôn. Đấy, có móc khóa đàng hoàng. Và ta sẽ cắm chìa vào đây. Đấy. Cắm chìa vào đây và ta kiểm tra kính điện. Một chạm luôn nhá. Và các bác có thể để ý là cái này là dán phim cách nhiệt 3M màu xanh. Đấy, một chạm rất nhẹ nhàng. Đấy. Kính sau này cũng là một chạm luôn này. Con này là bốn cánh đều điều khiển kính là một chạm đấy các bác nhá. Đấy, một chạm luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, kính một chạm rất là nhẹ nhàng. Nội thất bên trong xe thì là nội thất ghế da zin nguyên bản, và ghế da của nó là ghế da cao cấp. Nhìn vào con này thì cũng có thể đoán là bác chủ bác ấy ngồi nhiều ở đây. Thế nên là cái phần này nó mòn, nhưng mà bình thường các bác nhá. Xe cũ từng đấy năm rồi. Vâng, mười mấy năm rồi thì không thể là bảo là nó căng như là mới được, nhưng mà đấy là đồ zin. Còn nếu mà các bác thích thì lắp đồ mới vào thì nói thật các bác nhìn nó như mới rồi thì không thèm chấp rồi. Ghế như vậy thôi, nhưng có chỉnh điện và có nhớ ba vị trí đàng hoàng. Đấy, ba vị trí này các bác nhìn. Đấy, ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Nửa ghế này, đấy, tất cả các chức năng nửa ghế này, lưng ghế này, rồi lưng cao này, đấy, cao đầu này, cao tựa đầu này, đều đầy đủ nhá các bác nhá. Vâng. Và còn ghế bên kia thì chỉnh ở dưới nha các bác nhá. Thế còn phần vô lăng của xe thì vô lăng là vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí, có logo rất là đẹp luôn. Và còi, con này thì còi hơi sâu. Con này khẳng định các bác là còi hơi sâu một chút. Đấy, nhưng mà to, được cái là to. Phần các cái phần đinh hàn này các bác nhìn này, nó còn đẹp căng như này mà. Đấy, các bác nhìn nhá. Và đinh còn đẹp này như này mà. Nét căng từng cm luôn. Một chiếc xe nét nền nẹt đến từ thương hiệu Đức. Và các bác có thể nhìn ngay các cái bản lề này bên này này. Còn đẹp căng đét luôn này. Đấy, đẹp như này. Kể cả các cái phần bản là mấu chốt này, khóa này, các bác nhìn nó vẫn còn mới tinh luôn này. Đồ dùng ít mà. Đấy, tem nhãn còn nguyên. Đây là sơn zin nhá, sơn màu bạc zin này của hãng này. Đấy, cái này là nguyên bản luôn. Và đều là sơn người ta gọi là sơn tĩnh điện đấy ạ. Phần cánh cửa sau thì các bác có thể để ý cho em là cái keo chỉ này, chỉ keo nó vẫn còn zin nguyên này. Đấy, chỉ đây. Đấy, và gioăng cao su chống ồn này, con này thì chỉ sử dụng một lớp thôi, nó không như những cái dòng về sau. Có cái đoạn này là sử dụng hai lớp để vừa chống ồn lại vừa là chống bụi vừa nước này. Đấy, cái này là về sau. Nhưng cái này là ok các bác nhá. Đinh hàn, đinh cốt thì khỏi về ban thôi. Riêng dòng xe mẹ thì đi nó cực kỳ là êm luôn. Đấy các bác nhìn này, các cái đinh hàn của nó còn nguyên này. Đấy. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức, đi thì cực kỳ sung sướng như là lấy vợ Đức luôn. Và nội thất cái khoang ghế đằng sau thì các bác có thể nhìn là ghế cũng là da zin. Ghế đẹp, căng đét luôn. Đấy. Bên này không biết nó có ai chà bệ tì này. Rồi có cả chỗ để nước này, đầy đủ luôn nhá. Một chiếc xe Mẹc hạng sang, bản dòng C, và dòng C là một cái dòng xe ban đầu của Mẹc. Con này thì nó hơn những cái bản C180, C200. Vâng, đây cũng là class C. Và cái cua lốp thì chống ồn, cua lốp là lót lỉ chống ồn luôn đấy các bác nhá. Đấy các bác nhìn lại, lót lỉ chống ồn cực đẹp luôn này. Đấy, la răng đẹp,
không hề có chảy xước luôn nhá, la răng đẹp luôn này, và phanh đĩa này, đấy đầy đủ. Lốp Michelin nhé các bác nhá, 4 quả Michelin của nó là 245, 40, R17, 40 này, rất mỏng luôn. R17 và con này cũng là 27 nhá. Đấy, lốp 27, sờ rất là chắc chắn luôn. Phần hậu sau đây, các bác có thể nghe tiếng này, đấy, tôn mỏng luôn. Đấy, rất là mỏng manh. Cái này có một số vết chảy xước thì cái này em sẽ xử lý cho các bác. Thế còn biển số phía đằng sau rõ ràng, chữ nghĩa đầy đủ nhá. Hệ thống đèn sau là đèn phân hai vạch rõ ràng. Và đèn này, cái thiết kế của đèn này được ốp mọc chrome rất là sáng bóng luôn. Kiểu dáng của xe này nói chung là một cái mẫu xe quá ổn định rồi. Một mẫu xe đẹp. Và các bác có thể nhìn các cái đồng sơn đều của xe này. Đấy, đồng sơn rất đều đặn luôn. Không chê được một câu nào. Đấy, đồng sơn đều. Và ta có thể mở cốp nhẹ nhàng. Đấy, cái lò xo nó kéo rất là tốt luôn. Chỉ keo zin nguyên từ nhà sản xuất này. Đấy, chỉ bụi bẩn đi thôi. Còn đây là chỉ zin nhá, chỉ zin nguyên này. Đấy, chỉ zin nguyên. Phần chỉ này, đấy các bác nhìn chỉ nẹp keo này. Đấy, nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Và con này thì mất cái thanh tam giác rồi. Cái này là bác chủ bán thì em nó có vậy đấy ạ. Vâng. Phần cốp sau thì tương đối là rộng, phải nói là rộng luôn đấy. À, các bác có thể nhìn này, đấy, các cái này nó còn đẹp nguyên căng như thế này cơ. Đấy, và các cái chi tiết sắt mạ ở trong này thì cực kỳ đẹp luôn. Lốp sơ cua nhá, kích lốp này. Riêng dòng này là nó sẽ sử dụng kích của chuyên dùng của nó. Là cái dòng kích không phải kích hình quả chám đâu. Mà là kích đánh lên này, đấy, và đây là đồ... mở nhá, chồng mở này. Đấy, đầy đủ. Còn Kletovit thì các bác phải lật cái này dưới lên. Ở dưới này nó vẫn còn. Thế còn đây là bộ đồ cứu thương. Đấy, hộc đồ tiện lợi luôn. Và nói chung mẫu Mẹc là một cái mẫu xe hạng sang mà giá nó lại rất là mềm. Đấy, nên là bác nào mà thích cái dòng xe Mẹc thì thực sự là không nên bỏ qua mẫu xe như thế này. Một mẫu xe đời 2005 nhưng mà được cái là đẹp như 2015, kể cả cổ vô. Các bác nhìn này, vô nó còn sáng choang như thế này. Đấy, gầm sau đây. Và chiếc xe này nó dẫn động là dẫn động bánh sau nhá các bác nhá. Vâng, dẫn động bánh sau đấy ạ. Không phải là dẫn động bánh trước đâu, dẫn động bánh sau. Đấy, lốp 245 40 R17, lốp Michelin này. Lốp này, quả này là 28 luôn. Phải nói bác chủ là một người yêu xe, bác ấy độ gọi là chăm chút xe, là đầu tư toàn đồ khủng thôi. Lốp Michelin này thì nó rơi vào tầm khoảng gần 3 củ một quả nhá. Vâng, thế nên là về là các bác không phải thay gì cả. Còn đâu à, chỉ keo này, zin đét luôn này. Đấy, tapi sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Và riêng cái dòng xe Mẹc là một cái dòng xe mà khi các bác mà đã đi rồi á, thì đảm bảo với các bác là không bao giờ các bác muốn đi cái dòng xe khác vì nó quá sang rồi. Nhưng mà lại con này nó lại còn rẻ nữa cơ. Các bác bỏ đâu ra được một cái số tiền mà chưa đến 200 triệu mà các bác có sở hữu được một chiếc xe vừa là hạng sang thương hiệu Đức này, lại vừa đẹp như mới luôn này, lại vừa hiện đại này, và đi thì nó sướng như vậy đó. Moling thì đi phòng phành, mà 200 bảo xe mới thì không ai nghe được rồi. Các bác bỏ ra cái số tiền chỉ tầm 200 triệu thì các bác có thể mua được hơn cả một con này. Vì con này còn lâu mới đến 200 cơ. Vâng, còn rất là lâu. Đấy, các bác mua chiếc xe này rất là kinh tế luôn. Chỉ có hơn 100 triệu thôi. Vâng, rất là đẹp. Đấy, tất cả nội thất của nó zin nguyên nhá. Zin nguyên bản luôn. Tapi da này, sờ rất là mềm. Đặc biệt là cái phần da này, sờ rất là mềm luôn. Đấy. Cửa chắc chắn, và con này thì được độ một cái màn hình cam lè bên này. Đấy, cam lè bên phụ. Chính là cái cam này đây này. Đấy. Và gương chiếu hậu, đây là gương chiếu hậu zin đấy các bác nhá. Đây nó có đường căn đây này. Gương zin đấy ạ. Và có thêm một cái gương lồi để tăng cái khả năng quan sát cho chiếc xe này luôn. Đăng kiểm của chiếc xe này thì đến tháng 2 năm 2023. Và đây là một mẫu xe phải nói là rất là bền lành. Đấy. Xe ngon cứng cáp luôn. Nội thất xe được đánh giá là một cái nội thất hạng sang cao cấp. Nhưng mà các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi vào đến khoang lái.
Cốp thì chỗ đấy là các bác có thể là mở cả cốp điện này, cốp bằng khiển này, và vị trí vừa nãy mở nha các bác nhá. Thế còn gương chiếu hậu điều khiển điện này đây, mình chỉ bấm một cái nút này cái là nó cụp vào rồi. Đấy các bác thấy chưa, chỉ bấm vào cái là cụp vào luôn. Đèn pha auto này, đèn pha có nhiều chế độ và có chế độ auto này. Đấy, đầy đủ luôn nhá. Và gạt mưa, gạt kính của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Và gạt tương đối là nhẹ nhàng. Đấy, các bác thấy ạ. Và nếu mà muốn phun nước ấy ạ, phun nước thì mình phải ấn cái này vào nhá, ấn vào trong này. Đấy, thì nó mới phun. Gạt mưa rất là ok, nhiều tốc độ luôn. À, được cái là vô lăng con này là khâu da đẹp. Đấy, bóng lộn luôn, chưa có lỗi lầm gì cả. Đấy, các bác nhìn này, đồ nó còn đẹp luôn này. Và ta sẽ cùng đà nổ chiếc xe nhá. Các bác nhìn đồng hồ vòng tua đấy ạ. Đấy, lăn bánh được 19 vạn đây này. Đấy, số rất rõ ràng, nhìn đầy đủ luôn. Và chiếc xe này thì các bác có thể nhìn là có màn hình đầu này là đầu nguyên bản, không có độ gì cả, có radio, CD, rồi SCD gì đấy. Vâng, nói chung cũng là một chiếc xe cơ bản thôi. Nhạc âm thanh đây. Đấy, và các bác có thể là điều hòa thì là điều hòa auto hai vùng luôn nhá, hai vùng riêng biệt luôn. Cần số của xe thì cũng đã theo thời gian rồi. Đấy, cái này thì thích thì thay cũng được, đơn giản lắm các bác. Và cổng sạc này cho cái cam hành trình. Đây chính là cái cam hành trình của xe. Đấy. Ồ, lúc nãy chạy được và sao giờ lại không chạy được. Đây kiểm tra cái kết nối này. Đây rồi, có đây rồi. Đấy, cam hành trình em là chạy được đấy nhá các bác nhá. Đấy, còn táp lô xe thì nói các bác chứ quá là đẹp luôn. Táp lô sạch sẽ và đẹp vô cùng. Và có một cái gương chiếu hậu. Ồ, cái gì kia? Ui, các đồng chí vào tận đây để xích em xe Airblade các bác. Vâng. Đấy, còn đây tất cả cái này đều là da này, không phải nhựa đâu. Vâng, da bọc đấy ạ. Đấy, ốp lỉ này. Một chiếc xe hạng sang cao cấp, ngồi thì cực kỳ sướng luôn. Và con này thì cảm giác lái của nó thì khỏi về bàn luôn. Mở cốp về đây nhá. Có một cái nãy đỏ ngay dưới tay em này. Mình gãy cái, thế là mở cốp. Mở cốp xong thì ta sẽ cùng ra khoang máy để cùng kiểm tra. Em học sinh trường Vinasin VMU đã bị bác cảnh sát giao thông tuyết cho cái tội là vượt đi ngã tư. Đấy. Đây kéo cái này lên. Không không, kéo anh kéo đẩy lên. Rồi. Cái này là em vừa lại ngược tay nên là không lấy được nhá. Đấy các bác ạ. Vâng, khoang máy ở chiếc xe đây. Con này sử dụng động cơ máy V6 2.5. Đấy, máy rất êm, khô, máy khô nét luôn. Và các bác có thể nhìn này, sạch sẽ vô cùng. Đấy, máy khô êm luôn nhá. Không có lỗi. Đấy, và cái dòng này là cái dòng xe hạng sang, giá rẻ. Với cái tầm tiền các bác này, cái này phải đậy cái này. Vâng. Tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Nhưng mà các bác đã có ngay được một chiếc xe đẹp, led căng từng cm luôn. Và con này thì bản lề nó dập là dập rõ đinh luôn đấy các bác nhá. Là dập rõ đinh à. Riêng cái loại này mà có đâm va tai nạn nhìn cái biết ngay. Đấy, các cái đinh đầu của nó này. Cả đinh đầu à. Ốc này còn tròn và các cái chi tiết này nó còn nguyên luôn. Đấy, một chiếc xe rất là cứng cáp. Con này thì đúng là thiếu một cái là tấm thảm nỉ ở đây là thiếu luôn này. Nhưng mà cái này không vấn đề gì. Vẫn ổn định luôn. Đấy, động cơ máy rất là êm. Và động cơ này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó từ 9 đến 10 lít nhá. 9 đến 10 lít trên 100 cây. Đầu răng xe còn ngon nguyên, không có lỗi này. Đấy, các bác nhìn này. Tai đèn bắt rõ ràng luôn này, chắc chắn luôn này. Đấy, không hề có lỗi luôn nhá. Và chiếc xe này thì bên Abuji Auto đang bán cái giá vô cùng rẻ mạt. Vâng, nói cho các bác là vô cùng rẻ luôn. Con này em đang bán với cái giá là chỉ có hơn 100 triệu thôi. Các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp và chúng ta lại bàn giá tiếp. Vâng, con này là một chiếc xe khá là sang. Và chiếc xe này thì bên em vẫn vận chuyển toàn quốc nhá. Và bên em thì có thu mua xe. Các bác nào mà có xe thì các bác cứ điện thoại cho em Uzi Auto qua số điện thoại 0869 188 926. Thì em sẽ đến thu mua tất cả xe cho các bác, thu mua trên toàn quốc luôn. Và cũng cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Ô Tô. Và đây là những chiếc xe mà lằng nhằng khủ khoằm cho các bác,
Những ai mà yêu thích xe vừa hàng sang vừa hàng xịn mà giá nó rẻ thì cứ gặp em, kiểu gì cũng có để chiều các bác luôn. Cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.